cho các bạn. Nên mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mài cái con IC Wi-Fi của iPhone 6S Plus để khắc phục cái tình trạng cái iPhone 6S hoặc là 6S Plus nó bị cái lỗi là nóng máy, hao pin do chạm IC Wi-Fi hoặc là mất nguồn do chạm trong IC Wi-Fi. Và thường thì những cái lỗi đó là nó sẽ hay chạm những cái con tụ nhỏ trong cái con IC á. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà mài con IC nó ra. Trước mặt các bạn là cái main iPhone 6S Plus, 6S và 6S Plus Wi-Fi xài chung các bạn. Rồi, khi mà chúng ta vừa kẹp nguồn vào, các bạn thấy kim ampe nó nhích lên và nó gây rất là nóng, nóng IC Wi-Fi, tụt pin rất là nhanh. Có những cái là nó chạm mất nguồn luôn. Thì cái cách mà để dò chạm mất nguồn thì các bạn cũng xem trong những clip căn bản rồi đúng không? Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái khói nhựa thông á, để cho nó ám, cái khói nhựa thông nó ám lên con IC. Sau đó mình sẽ cấp nguồn vào và mình chỉnh để cho cái kim dòng nó tăng lên. Thì cái chỗ nào mà nó nóng á, thì cái nhựa thông nó sẽ tan chảy ra trước các bạn. Đó, các bạn thấy con channel IC không? Rồi, như vậy là cái khu vực đó là nóng nhất. Thì mình xác định cái khu vực đó nó nóng nhất, có thể là nó sẽ chạm một trong những con tụ ở khu vực đó. Mình sẽ dùng máy mài để mình mài nó ra. Thì cái cách mà để mài IC này rất là đơn giản, các bạn cứ việc mua một cái máy mài cầm tay. Như mình sử dụng cái máy mài WL800, thì tùy, có người mua 350, còn mình mua 450, mắc hơn 100, có thể là do vùng miền thôi. Rồi, sau khi mài ra, các bạn thấy không, nó sẽ lòi hai cái con tụ ra. Thì các bạn hỏi làm sao mình biết được ở đó nó có hai con tụ. Tất nhiên mình sẽ phải mài một cái con IC chết. Thì mình tập mài một cái con IC chết á, và để mình mài cả nguyên con IC luôn. Rồi mình lấy những cái linh kiện trên nó, mình chụp hình lại để mình làm mẫu những con IC sau này. Thì sau khi các bạn mài ra, các bạn sẽ tiến hành đo. Thì cái cách đo chạm, đo tổng trở đó, các bạn cũng đã xem trong những cái clip căn bản, hoặc là các bạn xem trong web acfix.solution cũng có mà. Rồi, sau khi xác định được nó bị chạm, thì thực ra là nó không phải nhất thiết là nó sẽ chạm hai con tụ này các bạn, nó chạm rất là nhiều. Thì các bạn có thể dùng cái cách mà cái khói nhựa thông á, để biết được nó nóng ngay cái chỗ nào, chúng ta mài ngay chỗ đó và chúng ta cách ly ra thử. Tất nhiên là sẽ có con được, con không, chứ không phải là con nào cũng được các bạn. Thì riêng cái máy này, sau khi mình làm cho nó hết chạm thì mình test nó có wifi ok, 2GB và 5GB nó nhận đủ. Nhưng mà khi mà giao khách một thời gian á, khoảng một tuần thôi, thì nó sẽ quay trở lại và nó tiếp tục chạm tiếp. Thì lúc này mình mài sâu vào trong nhưng mà không có khắc phục được, thì đành phải thay thế con IC Wi-Fi khác thôi. Rồi, thì để thay thế Wi-Fi cho iPhone 6S và 6S Plus, các bạn sẽ cần phải can thiệp đến ổ cứng nữa. Nó rất là bất tiện ha. Nên cái nào mà chúng ta có thể đơn giản được, chúng ta làm được thì chúng ta làm. Có con mài được, có con không, đúng không? Con nào mài được thì mài. Rồi, thì các bạn có thể tập mài bằng cách là các bạn lấy một con IC chết ra và các bạn mua một cái máy mài cầm tay. Máy mài nào cũng được. Thì các bạn sẽ sử dụng những cái lưỡi để các bạn mài thử. Các bạn cảm thấy ưng ý cái lưỡi nào nhất thì các bạn để dành cái lưỡi đó các bạn mài. Thì khi mà các bạn tiến hành mài, các bạn hãy mài ở ngoài đi. Các bạn mài ở ngoài giống mình như vậy nè, đúng không? Mài cho nó quen tay đi. Rồi sau đó thì các bạn lấy thêm một con IC nữa, các bạn đưa vào kính hiển vi. Các bạn giả dụ ra là các bạn muốn mài cái chỗ đó, thì các bạn đưa vào kính hiển vi, các bạn mài ngay chỗ đó thôi, để cho nó không có bị lan qua những cái chỗ khác á. Có nghĩa là ở dưới cái kính hiển vi á, nó sẽ chùm lên rất là to, chúng ta sẽ mài nó sẽ chính xác hơn, nó sẽ co cụm lên ngay cái khu vực mà chúng ta cần phải mài hơn, đúng không? Rồi, các bạn cứ việc mài thử, đâu mài to, thử mà mài nhỏ vậy đó. IC này nó chết mà, thậm chí các bạn có thể mua con IC Wi-Fi sống cũng được, giá cũng không có cao lắm về để bạn tập. Rồi, thì sau khi mình mài con IC này ra thì mình sẽ chụp một cái tấm hình và những cái vị trí tụ trở hoặc là IC nào, cho IC á, mình sẽ để trên web acfix.solution để các bạn làm tư liệu ha. Thì khi mà các bạn cảm thấy nó nóng ngay cái vùng nào đó, các bạn mở cái hình lên, các bạn thấy cái vùng này nó có tụ nè, thì các bạn có thể mài ra. Còn khi mà nó nóng cái vùng đó, các bạn thấy cái vùng này toàn IC không à, thì thôi, thay IC Wi-Fi khác. Thì chúng ta chỉ có thể gãy tụ, bẻ tụ trên con IC này thôi các bạn. Còn những con IC nhỏ nó nằm trên cái lưng IC này mà nó lỗi thì chúng ta không có thay thế được đâu. Rồi, như vậy mình sẽ tạm dừng cái video clip này đây. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.